anh chắc à, mai cái gì quách cho anh em khi xưa này à mai nem mai nem nan 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 Thái Lan UN Thailand Thailand à em gồm Thái Lan Thái Lan và Thái Lan rồi ok đây là bên chăm sóc khách hàng của anh người Thái Lan nha máy của ta Thái Lan nha SR phải không là bên bộ phận chăm sóc khách hàng nè máy móc bảo hành trục trặc là liên hệ với anh này ở ba nước nè Thái Lan Đồng Việt Nam đấy. Đông Dương Lào luôn Campuchia anh tên gì ta tiếng Anh phiên âm dễ đọc á năm mà năm năm chừng nào phải xì là nó nhiễu rồi đây là bảo hành cô ta bà con đây bảo hành cô ta bà con là một cô ta thì cho địa chỉ liên hệ bảo hành thay nhớt miễn phí vậy ạ đây giá tê bà con chạy ghe nè giá tê 125 bà lúa đẹp quá vậy ống tiếp bằng inox không wow ga tay luôn ha làm đẹp ha chứ bờ hắn làm ga tay xài ra nó là mình đẩy hoài luôn đúng rồi. Xài ga tay mới đúng trên ga xuống như dễ chứ đẩy ra nó là đẩy không nổi đâu đẩy tới xô vậy cùng chứ không hả xô vậy cùng chứ mất xô này thêm lắm à tao quay ghi nó đâu nó quay thì đụng lưu rút kinh nghiệm làm đằng lắp phải tránh cái ổ quay đó thì phải rồi nè tay quay kia cũng vẫn còn nè rồi ok ngồi luôn đây ngồi hả?
ông ơi. Cái bình này là 3 lít. Ừ. Mình sẽ cho vô máy. Máy gì, máy gì? Cái máy ZT. Máy máy. Này, cái tê máy, máy máy. Có 125, 140 ừ. và 155. Ừ. Có thể tích của máy là 2.8 nên bà con chỉ cần đổ 2.8 thôi. Còn 200ml lại. Còn lại mình sử dụng cho bộ lọc bộ e, bộ lọc gió. Tại vì đây là bộ loại ướt. Nếu mà không có nhớt vô trong cái bộ e này, máy hoạt động sẽ không có tốt. Dạ. Nhớt này nó để giữ bụi lại. Vậy là tất cả các dòng máy ZT từ 100 lên ZT, là tất cả các dòng máy ZT, RT cũng vậy. À là đổ 2.8 hết. Dạ. Phải xài Nhất Thái mới chính hãng nha. Bà con xài Nhất Thái đừng nên xài Nhất gì hết. Nhất Thái rất là bền. Sẽ làm cho dung tích của máy, cho sức mạnh của máy nó mạnh hơn. Đúng rồi. Với lại giá cả nó cũng không có mắc. Đúng rồi, nó không nhiều. Nhưng mà so thời gian sử dụng thời gian nó bằng giá thôi. Nhưng mà thời gian sử dụng nó dài hơn phải không? Đúng rồi, thời gian sử dụng. Khuyến nghị từ nhà máy thì mình cứ 100 giờ. 100 giờ nha anh. 100 giờ mình, anh coi trên đồng hồ nè. 100 giờ là mình thay nhớt một lần. Nhưng mà phải đó đúng là khuyến nghị nhà máy. Nhưng phải đúng nhớt đó phải không? Phải nhớt này nha. À, phải nhớt đúng nhớt nha. Đúng nhớt. Có tay nhớt. Nhưng mà lúc nữa anh phải gỡ cái vòng này ra nè. Cái này nó mà vô dầu là nó bị nở á. Nha, đồ vô nó khô. Nha. Vô xài. Hello cục cưa. Chưa kìa. Đâu rồi? Từ từ từ. Nhật lợi nhất nó tốt mà lại. Tốt, nó phải nhất lắm. Ừ. Coi đi, đúng nhất này mới được nha. Đúng nhất đó được 100 giờ nha. Còn mấy nhất khác là không tính à. Tại vì nó mất in là Thái Lan nè. Thôi là. Đúng là máy nó đóng rồi. Đúng luôn. Còn mà nó xẹp đó là đặt tay đó. Đạt ơi. Đạt, nó không được. Nó không được đó. Đạt hay lúc hạ không à. Mày giờ cái quay cái đuôi máy ra cái thay nhớ kìa. Cái tay đâu vậy? Lúc hạ vô cái. Kìa dưới chân kìa. Mới cầm mà đuôi đuôi. T12 Đạt ơi. T12 em ơi. Anh đứng đây coi không? Ừ. Ủa, biết rồi. T12 phải không? Đó thấy bự quá vậy, không phải rồi. Không, 12 mới đúng. 12 đúng á. Ủa phải mở ra hả? Mở luôn là à đó. Coi trong đó có cái bàn chải luôn. Nó lượt bàn chải luôn, Thái Lan luôn nha. Thành ra có nha. Ừ. Qua wow, bây giờ nhá, cái này nhá thì thường là 400 giờ. 400 giờ nhưng mà cái máy này nó không có giờ. Không có đồng hồ. Canh nhớt nhớt. Theo với mùa vụ. Nhớt. 4 lần thay nhớt. À 4 lần là 4. Đây năm nữa. Mình thay. Một năm bỏ lần. Như thế này nè anh nhìn nè. Anh nó nghẹt quá rồi. Nhưng mà phải thay cái này nè nghe, mới được năm nghe. Thành đạt phải không? Không, đúng của ta nè. Nè, cái của ta thấy không? Phải rồi. Của ta, Thái Lan. Nó có miếng xin phải không? Có miếng xin nha. Đây. Miếng xin này để nha, mất là mệt lắm nha. Chỉ có thành đạt. Thành đạt có.
cầm nha, cầm nha. Nó bị dây. Lấy khăn lau hết à. Ở trong á. Nó bị dây á. Đóng lau cho đẹp luôn. Không có nhiêu dầu đâu, chịu khó rửa sạch thôi. Không có nhiêu dầu. Trời ơi, dầu mua lần 10 cân nó sợ gì. Nông dân giàu nhất miền Tây mà. Con bi chứ bông. Chụp giùm mấy tấm hình gì là báo cáo. Thật tham này quá, lúc hà khẩu thăm không sạch bòi này cho nghe. Cái này bình thường anh có làm vệ sinh làm sạch không ạ? Bình thường á, anh có làm vệ sinh làm sạch giống vậy không? Vệ sinh đó, có anh bạn là vệ sinh đó. Là khoảng bao lâu làm lần? À, cỡ một năm à. Năm cỡ ba, sao nhất ba lần à. Tính thời gian xài á là xài bao nhiêu giờ? À, một năm vậy cũng như là thay giờ thay một lần. Một giờ là cỡ khoảng 300 giờ. À, một năm khoảng 300 giờ phải không? Ừ. Một năm 300 giờ á. Dạ, khoảng 3 lần là 300 giờ là đúng rồi đó. Ừ. Đúng rồi, tại vì tính giờ đi, tại năm khi năm anh có xài, năm không xài, ví dụ như tính giờ thôi, tính giờ á. Ừ. Nên nó làm cái đồng hồ tranh là vậy đó. Ừ. Cái này là Thái Lan anh Nanh. Nanh Thái Lan. Ok. Cái này là quản lý thị trường cho xuất hàng bên mấy tỉnh mấy nước Đông Nam Á nè, Đông Dương nè. Lào, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Ok. Đạt ơi, đứng bên bờ, đứng bên cái xuồng bự á. À, xuống được không? Được thôi nha. Đẹp ha, máy mới thấy đẹp ha. Mới 1 tháng đó. Mới mua có 30 ngày á. Ok. Đi gạnh quá trời mà. Tụt luôn đi. Rồi, có thể nhớ bảo hành gì làm đi. Ở đây trong, ổng đi không lắc xong thì lắc dữ ta. À, chụp cái lấy liền. Bữa nay mùng 8, tháng này. Mai hả? Dê này dê gì ta? Dê gà, dê le, dê cỏ. Đè xuống nè, đè lại xuống đi, chân nhẹ nhẹ chân lủng nha. Đẹp ha. Sang ơi em thay nhớt lần đầu cho anh luôn đi. Một tháng rồi. Đổ dầu quên cái nắp đó. 50 giờ anh... Không, 50 giờ mới thay. Dạ dễ. Mà anh thấy nó dơ quá. Hoặc là anh nhìn bên ngoài mà nó có dấu hiệu của hư hỏng á. Mình cũng nên thay luôn, nó cũng không bao nhiêu tiền đâu. Mình thấy nó dơ quá hư thay. Vậy là cái bộ lọc ở dưới là tới 400 giờ mới thay là đúng rồi. Anh mở ra. Anh mở ra là nó có cái van tự động trong này nè. Anh khi anh mở ra là nó tự khóa dầu lại. Nhưng mà anh cũng để ý trong này nó sẽ có một cái sim đó, cọc O-ring. Biết cao su. Biết cái sim. Mất cái đó là nó không bị kính đó. Biết. Nó không kính là anh lên thành đạt. Ai. Buộc phải lên chuyển nữa. Thôi buồn. Mua máy mấy năm rồi anh? Anh 2019. Tên gì á anh? Ông Dương. Ở đâu? Tại Xô, xã Hồng Thới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Rồi T90 phải không? Mấy cái rồi, mua mấy cái rồi, hay Guta được mấy cái Guta rồi? Ba dòng cái Guta, dòng Guta không phải không? Dòng 3 không. Một GT, XT luôn phải không? Có dòng mới là mua đó phải không? Không xài cũng không mua. Ê, cái máy đó mấy lít nhất? GT 90 đó Đạt. Anh dùng lấy cái miếng vải trên đó đó, để cái này coi, rửa coi. Chuyên nghiệp kỳ vậy. Này nè. Bao lâu chưa thay nhất rồi?
Cái này 3 can dầu à. Tính chục lít. Lít là chạy được khoảng bao nhiêu giờ ta? 90 lít cỡ 70 giờ. 70 giờ. 60 giờ. 60 giờ, 70 giờ. GT90 phải không? Nó xài chính dịch máy tắt đâu. Nếu mà xảy ghe nè. 26. 26 dịch sữa phải không? Nó chạy im ha. Nó đâu có giặt phải không? Không. Xong là phải làm vệ sinh này phải không? Này nè. Tại trong máy lúc nào nó cũng có cái ma sát anh. Được rồi. Mấy cái đó, 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 đó. Không cứ cứ nói. Đáng lẽ là anh phải có cái thau cái gì á, mình bỏ xuống mình rửa mình lẹt lẹt. À, sao làm sao? Phun dầu đi trước phải không? Không, mình có cái thau dầu á. À. Bỏ vô cái thau mình rửa mình dài nó sạch ha. Cũng vừa khỏi ô nhiễm môi trường luôn. Đúng rồi. Mình không có xả. Đặc biệt cái đó quan trọng phải không? Cái đó lược phải không? Mình có lược dầu ha. Nó sẽ lọc những cái cặn, những cái ma cái máy mà nó mạt phải không? Có cái mạt máy phải không? Sát với nhau à, nó tạo ra các mạt để bám ở đây. Cần thay không? Bao lâu mới thay? Ừ, cái này nó rách thì mới thay thôi. À, nó rách mới thay phải không? Ở bằng kim loại mà. Mà nãy giờ đi đặng đi rồi giờ cái giải ta ông nội. Trời ơi, ta lấy giải cụ tại. Có cơ khẩu cua. Ồ, khác cua thì vẫn mới đi chưa. Ồ, ok ครับ ผม เห็นมันแปลกตอนเรือตอนที่อ๋อเพราะว่าเห็นมันแปลกกับทุกเครื่องนะเครื่องมีแต่เห็นมีตัวนี้อย่างเดียวซ้ำๆครับโน่ก็บอกว่าถอนไปแล้วอ๋อครับผมก็เหยาเลยอ่ะไม่ใส่ให้เหยาของแดดอ๋อก็เหยาลุงจ้าtiếp đâu tiếp đâu tên gì đâu anh à, ông không ở đâu ISO thành với Mỹ Xuyên Sóc Trăng rồi mấy cái rồi mua mấy cái rồi mới mua có chiếc này thôi chừng nào mua nữa chắc chừng mày mua nữa đó. Rồi ha chung chắc đạt nha chuẩn bị mua nữa đó thấy chạy sao rồi thấy chạy cũng mềm lắm à chạy lấy nó cô tao lọt bỏ không nó nhanh quá này là chạy tiết kiệm dầu luôn á tiết kiệm phải không đó rồi tính từ số giờ như thế không à, chưa biết cái chuyện đó là chưa biết à, tại số giờ còn hơi mới quá phải không mình chưa mới mua chưa biết à, không mình cứ căn cứ giờ thôi yeah. À. Nhớ cũng căn cứ giờ đồ thôi cứ giờ rồi ok ha cái đó tiếng Anh kia bạn về tiếng Anh đó kia bạn gì cái cọ đó cái đó kia bạn gì đó cái đó đó ông cái nào cái nào bẻ bẻ cái đó à ở đó kia bạn gì cái bản gì? Cái valve. Tiếng Anh cái valve. À, sai, tụi này เขา เรียก ว่า tụa khăn yốc valve. Hay thường ว่า tụi kia có cái cột valve khăn này. Chưa? Chưa. Không mà kêu cái bản cái gì á? Cần kéo ga. Tụi này เขา จะ ใช้ งาน ใน กรณี ที่ แบบ เวลา จะ start เครื่อง ช่วย ใน การ เอา แรง ใน การ หมุน start เครื่อง Nó dùng trong cái việc mà khởi động máy á. Kéo cái nó lên xong khởi động. Mình ta ở Việt Nam mình kiểu là cò. Nhân chính hãng á, đây là chữ Cha Trang ha. Ừ. Cha Trang. Ừ, đúng rồi cái gì đó. Cha Trang. Nếu mà nhất giả ngay chỗ chữ A này, nó sẽ để là chữ N. Ừ. Để thêm một phần á, con voi này nè. Ừ. Con voi này, mình là con voi chính hãng sẽ nằm ngang. Còn con voi giả nó đưa cái đầu lên không à. Ừ. Trên này cũng vậy. Ừ. Con voi giả nó đưa cái đầu lên. Có cái nó có cái đầu không hả? Nó đưa cái đầu có hai cái tay chứ giống như nhìn cái mặt con voi á. À nhìn cái mặt cái đầu không á. À. À. Mày không biết ra hả? Phần nữa ha. Nhất chính hãng nó có luôn lúc nào cũng có cái mã QR đây nè. Gần nhà này cái mã này ha, tem tem chống giả. Ừ. Và địa chỉ nếu mà ai rành á, địa chỉ đây là địa chỉ của nhà máy của ta. Ừ. Ha. Còn địa chỉ của nhất giả nó không bao giờ nó dám ghi ở đây giống như này đâu. Ừ. Ha. À. Giờ hiểu rồi. Đơn giản phải không? Nếu mà nhất giả là chữ này anh chữ A thành chữ N. Đúng. À, cái đầu thấy đầu voi giống thấy nguyên con voi. Đúng rồi. À, vậy thôi. Nó cái màu cái hình thức bên ngoài can đồ thì y chang thôi. Ừ. Màu cũng y chang, nắp cũng vàng y chang. Nhìn không kỹ là biết phải không?
có đi chà chang nè, nó y chang nè, tên tiếng Thái hết nè, chà chang hết, là con voi mình cứ để nằm ngang, nhất giả không bao giờ làm vậy được, nhất giả thấy đầu voi, còn nhất thiệt là phải có nguyên mình voi, như cái nắp ấp hơi thôi nữa cũng còn là đầu voi, có đầu voi luôn ha, có hình con voi nè, thấy không? Đúng rồi. Kỹ phân biệt cũng phân biệt ha, nhìn kỹ phân biệt ha. Có cần lắc khi sử dụng không? Lắc rồi, em lắc rồi. Mà có cần không á? Cái gì mình cũng lắc đều trước khi uống mà. Bia cũng lắc đều trước khi uống mà. Ta có nghĩa là hiệu sáng, có nghĩa là con voi. Ta sao? Việt Nam mình thì học tập cái tiếng Thái được nên đọc là cha chang cho nó nhanh. Cô này người Thái lại uống cái gì? Thái. Người Thái. Chưa có bán hàng 2 lít trung bình chắc cỡ 2 lít 6 không? 2 lít 8. Anh chạy ghe chậm ghe chậm ghe cho 2 lít 8 đi, tại anh chú gì đó. 290 thì 2 lít 6 thôi. Nhưng mà anh chậm ghe cho 2 lít 8. Chạy ghe thôi. Ngoài anh này việc lấy cái. Ok không? Okay. Hay vắt đủ rồi, tầm ăn. Lấy cái đo lại. Tầm ăn 2 lít. Đo lại. Lao cây cái. Cây đo không dở lên đâu được đó. Để bằng mới đo nha. Alo nghe anh ơi, ví dụ anh cắm xuống anh rút lên anh để dài nhiều ha, chứ không có để mà anh nó coi mức nào vậy. Mức nào em để ngang vậy là nó rớt xuống dưới mức nào đó anh đo, mà nó nằm trong hai cái mức, đây là cái mức thấp nhất, mức cao nhất mình đo cho trong khoảng đó là máy có thể hoạt động tốt nhất. Là hai mức nằm giữa hai mức là được. Không cứ đo cho anh coi. Cho anh coi, cho anh anh coi. Cho anh coi nè. Cho anh coi. Quay quay cho anh để luôn, quay quay cho anh chọt luôn. Khắp của Mila lo vắt, đồng ý lo nó tông. Cứ nó. Chụp cho ông tắm anh. Ta lo giặt hay đây, là đọc thì thủ công. Cho tăng thương hay dùng để nèo nam. Xin nhớ phở lời. Tao xịp. Chút sâu vô. Đó. Xin mà hay này, ta này là cà đùa. Ta dưng à. Ta đi dù lá đập này hả? Sao nó vừa vừa thấy à? Đủ đó, nó đủ đó. Nghĩa là dựng đứng á. Nó không được đi nghe. Cứ dù lá đập nó vàng khịt lang cả khịt bốn tông ý. Tại tao nít thì lá vắt dù lá đập khịt bốn cơ cư dù này khá thì cầm nột. Ta cứ tha ระดับน้ำมันของเราอยู่ที่ประมาณนี้นี่คือการใช้งานมันจะทำให้เครื่องยนต์เราใช้งานได้ดีจะไม่ทำให้เครื่องยนต์เราหนักครับถ้าเติมเยอะเกินไปอาจจะทำให้เครื่องยนต์เราทำงานหนักแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะทำให้ชิ้นส่วนอย่างอื่นที่อยู่ภายในเกิดความเสียหายได้อย่างเช่นพวกซีลพวกนี้อาจจะทำให้รั่วได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราเติมน้อยเกินไปก็จะทำให้การหล่อลื่นไม่เพียงพอชิ้นส่วนก็จะเสียหายได้ครับผมก็จะระดับนี้พอดีโอเคนะครับผมจิ lúc mà đo thì mình để cái máy ngang mình để cho máy ngang xong mình đo thì nó trong khoảng đó là hợp lý nhất và là anh gì quên anh tên gì quên ta anh Thương hả rồi xong anh Thương ở đâu ta ở Xô thành quán Mỹ Sơn à trong anh Thương ông Mỹ Sơn Sóc Trăng. Thế là xong. Rồi biết phân biệt nhất tiệt chứ giả rồi phải không? Rồi cái này. Lên lấy cái sợi con. Sợi con. Từ từ quay cho nó bơm nhất lên đã. Bơm nhất kìa anh. Chút nào xuống chút chút quay. Đậu xuống. Nghe nè, nó nghe nè. Chút ê nghe nè. Ờ đúng rồi. Rồi lên thấy vậy phải không? Màu xanh rồi đó. Đứng đây thấy màu xanh rồi đó. Nó còn nhỏ nữa đó. Đúng thời gian quy định và trong thời gian á anh chịu những cái điểm lưu ý á là gió nước
Rồi vậy biết rồi. Mày bắt lại cái thôi. Bắt xe cái thư Thái Lan phải không? Đây có. Lại 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 nè. Mày ơi nhanh lên. Ở đây là đâu anh? Ở Trà Cuông, thành phố Mỹ Tho, Sóc Trăng. Anh tên gì? Tên Thương. Rồi, có ai bên đây? Ông Thông. Cũng vậy, thành phố Mỹ Tho. Rồi, ok. Chết rồi, để cái xe xa quá rồi. Mới mốt cái xe trước, người đứng sau. Rồi bắt tay với anh coi. Anh Anh đó. Thái Lan đó. Đó. Biết chết liền, nãy ông nói tiếng nói tôi biết chết liền luôn. Rồi ok. Ở nãy đâu vậy anh Trường? Ở nãy đâu vậy? Lâm Kiết. Lâm Tăng Lâm Kiết hả? Lâm Kiết. Quyển gì ta? Thành Trị. Alo. Rồi ok. Toàn bộ là xài cu ta hết trơn luôn nha. Mấy máy? 4 máy thì là cu ta. Các anh đó xài đúng không? Các anh đó xài đúng không ấy? Cái này là nó bứt nhớt nhẹ tới đây thôi nha. Anh chăm gì đúng không? Chăm gì đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Anh chăm đúng rồi phải không? Chăm mức nhớt ngang ngang cái thước này thôi. Để cho nó bụi nó lọc vô nhớt này. Còn cái này thì cái này hơi dơ rồi nè. Nó có lấy dầu anh có cái cây không? Cây tụi em rửa luôn cho hay là cái cỏ. Cái cây với cái cây đờn dầu rửa luôn. Cố kiếm được. Tại nó chú ơi. Quên á, ông gia mình. Ông gia mình xíu quên á. 28 rồi. Mình xíu đi. Alo. Alo, không có lúc. Ở đây lúc lúc chơi kia. Ở đâu ta? Rồi anh. Mới nãy hãy nói cột thôi. Cột à? Ý là xuống lúng cái chân phải không? Nhà bằng giày nè. Dạ, đúng rồi. Nó để nó lúng cái máy của tôi. Tại sao nữa? Anh Trường là
cái gì trường ta? Châu tung. Cỡ dây ra quay nhẹ không? ถ้าสายพันตึงเกินไปอย่างนี้มันก็จะทําให้หลุดเวลาเราก็จะนกไปก็ดุอย่างอย่างนกไปยุงถ้าไม่กระไรนะหนังkhông ตรงเนี้ยปกติตัวสายพันนี่มันจะมีตัวปรับใช่มั้ยเค้าเรียกว่าอะไรทีนี้ลูกรอบนะมันไอ้ยาไอ้ใหญ่ของมันน่ะนะก็cái đồ để điều tăng đưa phải không? Mì mấy. Việt Nam không xài được. Việt Nam xuống ruộng là chảy tròn, không có căng vậy là tăng đưa hư tăng đưa liền. Việt Nam sẽ không được. Tại vì cái bánh này nè, căng bự. Càng phải lực chắc vô. Mỗi bóp chắc vô. Đấy là xài thêm cái này phải không? Cái này này phải không? Đúng không? ทุกคันเลยใช่ไหมจะเป็นแบบนี้คือหมายถึงว่าไม่ใส่ลูกรอบใช่ไหมก็ไม่เกินงานแล้วครับทีละไม้กับไม้เกี่ยวกับของก้อนของก้อนแล้วเครื่องอื่นหมายถึงว่ามันประมาณไหนหมายถึงว่าน้ำหนักเก๊ะฟังเก๊ะนี่ยังไม่สตาร์ทหมุนดูเดี๋ยวเดี๋ยวควายถือนะแย่ป่าวไม่เอาไม่ควายถือนะเซลล์อ่ะก็เท่าไหร่แย่มาจะดังน้ำล้ำทางนี้นะดังยืนเทิงไงนะยืนเทิงตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีระยะมากกว่าแต่ตรงนี้มันจะตึงอันนี้คือส่วนนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่ทำให้เครื่องหนักตอนที่หมุนในอีกตัวนึงถ้าภายในเครื่องก็คือถ้าระยะของตัวคันยกวาล์วตรงนี้มันมีน้อยเกินไปมันก็จะทำให้เวลาเราหมุนนี่อากาศที่มันถ่ายออกจังหวะที่หมุนนี่มันมีน้อยก็จะทำให้เครื่องหนักmột phần đó có thể là do cái dây này nó căng quá, còn một phần nó có thể là do cái khoảng cách với cái cò nó sát quá. Khoảng cách cò thôi, tại vì cái nào cũng vậy. Khoảng cách cò nó sát quá. Nó là cái cò thôi, cái dây cái nào cũng nặng vậy. Dạ. Là chỉnh cò. Máy móc thì dễ tê rồi tê thứ mới mà qua chỉ khác áo gió thôi. Ế đặt chân à đi con. Khác áo gió thôi chứ máy móc là hoạt động thứ một. Phổ tùng không tiện thứ. Đấy này. Đúng rồi. T10 nha Đạt ơi. T10 rồi T10 chém đi. Khỏi dẫn bà lon đâu. Được rồi. Rồi mở T10 mem đi anh Trường. Được anh Trường. Không cần dẫn đâu anh Trường. T10 rồi. Rồi vô T10 mà kìa có miễn 10 luôn kìa. Cái dòng chứ. Cái dòng nó dòng dỏm á, dòng này nè, dòng xịn nè. Cái này em mở máy lên kể cho em nhắc mình giải vô trong bồ lon đó. Mày kì kìa nè. Khoan để trả lời cho. Ý ảnh nói là nếu mà nó cùng cái mã lực như nhau thì cái lực nó cũng như nhau à. Mà chạy thịt khói hơn. Hơi ra khói hơn.
anh nói nhiều khi do mình cảm nhận thôi, chứ hai cái nếu mà nó cùng mã lực á thì nó sẽ như nhau. Không, để cái tiếng dịch cũng bằng nhau mà thấy chị cũng bằng nhau mà cái mà lực cũng bằng nhau luôn. Yeah. Mà chị thấy nó hơi khó hơn. Đúng hả? Phải kiểm tra mới biết. Vui xong rồi bắt đầu cái chỉnh cò với lại chỉnh cái giảm áp. Giảm áp vô chỉnh gì nè. Có con đạt cho nó. Ôi trời, nó chi lan đi đấy. À, mấy đồ kia. Giờ chỉnh cái máy bị nặng nha, không qua chỉnh đúng mới qua nhẹ nha. Pin khoan mà. Này, khỏ cho, khỏ cho đây nhảy ra. Chờ đây tiếng ngọt. Thấy vừa nghe. Không, gõ gõ cho đây nè. Gõ nhẹ nhẹ thôi để không. Ủa, liệt lời bật. Lấy cái bụng. Nó ra đó. Lấy cái bốn cười được thấy không? Qua đây anh cho. Quay nè. 52 người đang xem. Ghê, 52 người. 52 người. Rồi. Cho lại 4 người. Đây. Này anh nhả cóp ra. Nhìn nè, đẩy vô. Nó chỉnh cò cho máy quay nhẹ phải không? Anh trường tiếp tay cho nó. Bọt khẩu anh chỉ bay. Mới lúc khảo phân còn này. Mới chỉ. Mới. Anh chỉ bay chi còn. Cái này là nó đè. Cái cò này là nó đè vô cái xúc bóc xả này. Để nó giảm nén á. Xong rồi á thì anh cứ nhảy hết đi cho nó lỏng đúng không? Xong anh kéo cái cây. Ô tao nè. Sơm lên. Cứ cái cần này hết tay lên nha. Anh dùng cái vít á. Anh dặn cái con này nè. Nên nhon ra trước đi. Anh xả ra đi, anh xả ra trước nha. Ừ. Đó, xong rồi cái anh mới đầu bắt đầu dặn vô. Dặn vô anh thấy nó vừa đụng nha. Anh cảm giác nó vừa đụng vừa nặng tay á. Đó, xong cái anh quay dặn thêm một vòng rưỡi nữa. Một vòng nè. Xong anh quay thêm đây là một vòng nè. Xong đây một vòng rưỡi nè. Đó. Là cái đụng rồi quay thêm vòng rưỡi. Đúng rồi. Vừa đụng vô xong anh quay thêm một vòng rưỡi. Phải đụng nghe anh. Phải đụng. Em ơi, xong em xả ra đi, em xả ra đi cho. Cho anh làm anh. Cho anh làm thử với mình đi cái là không biết đâu. Hàng vậy này tôi sẽ phải. Rồi anh chừng thử cái. Không cần. Thử đâu. Rồi anh thử coi đi, được không? Nhờ kỹ sư miệt trường nè. Thấy vậy chứ cũng trên 20 năm cái sửa trên trường. Dạ. Yeah. Nhiêu năm rồi? Làm nghề mới này nè. À... Mới là 10 chưa? Đúng rồi nè. À, 10 năm phải không? Mới có mấy năm à. Không cần. Một vòng rưỡi. Đúng rồi, đúng mới một vòng rưỡi nha anh. Đúng rồi nè. Giữ cò gì? Một vòng giữ cò hả? À, mình không có giữ cò sao? Cần giữ. Giữ cái tay này này. Ừ. Không giữ thì sao vậy? Không giữ thì nó chụp xuống. À, phải giữ. Giữ nè. Một vòng đó nè. Rồi thêm nửa vòng nữa nè. Thì anh cứ làm lại đi, thí dụ anh đụng. Rồi anh xả ra đi. Anh xả ra đi anh làm lại. Rồi coi xong đó. Rồi, nó vuột cái đó. Anh cảm nhận nó đừng. Cảm nhận nó vừa đụng nha. Anh cảm nhận nó vừa đụng. Xong rồi anh quay thêm một vòng rưỡi nữa. Đúng rồi. Rồi, anh quay thêm dặn thêm một vòng rưỡi nữa. Một vòng rồi nè. Chính xác. Nửa vòng nè. Rồi xong anh xiết cái con ấy lại. Con phải giữ trong không? Lâu ly lại. Giữ căng giữ lấy không? Đó. Căng. Không giữ chứ sao? Dạ, không. Giữ thôi. Giữ thôi. Rồi. Quay thử rồi. Thử rồi, nhẹ hơn không? Nó thử rồi, còn mình thử nhẹ không? Máy ông này là con ông được quay. Ủa? Không có chạy được tại chưa bịt nắp á. Chạy bình thường. Dằn nhớt á. Nó có nhẹ không? Có phải nhẹ hơn không? Nhẹ hơn chưa? Cái tay quay nó nặng không anh? Hơi là đỡ hơn nãy không? Như cái mà chắc thêm nửa vòng luôn á. Thấy cũng hơi nhẹ gì đó. Quay hơi bị nặng rồi. Nó hơi bị nặng quay. Tất cả dòng GT Z thứ 1 nha, khác áo gió thôi. Bây giờ mình anh chỉnh cái cái bích tông á lên tới điểm chích trên đó là cái cuối cái thì nén á. Là sao? Không, sao cho nó nén nha. Ngay chân cục cứng á. Đúng không? Đây.
2 hectare อันนี้ก็เหมือนกันครับผมทั้งเครื่องยนต์ทั้งรถแท็กเตอร์รถยนต์ถ้าใช้ไปถึงช่วงนึงเขาก็ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันทันสมัยขึ้นอะไรประมาณนี้อันน้อยละย่อละcứ giống như là xe hơi vậy đó, cứ qua mỗi đời mỗi năm thì người ta lên đời, người ta sẽ bỏ đi cái đời cũ, người ta không sản xuất nữa, ngày ngày chất lượng hơn phải không, người ta làm tiến bộ hơn nữa, người ta tăng 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 tiến hơn. เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องยนต์ RT กับ ZT ระบบการทำงานมันก็จะแตกต่างกันไปก็คือเขาจะมีการปรับปรุงพัฒนาไปก็เหมือนกับรถยนต์แต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกระบบธรรมดาต่อมาก็เป็นคอมมันเร็วต่อมาก็จะเป็นระบบที่ไฮเทคขึ้นอะไรประมาณนี้เครื่องยนต์เราก็เหมือนกันคือ giống như máy RT với lại ZT á thì cái hệ thống bên trong hoạt động của nó sẽ anh chờ hết rồi cải tiến hơn, nó giống như xe vậy đó. Hiện đại cái này nó đang theo hệ thống này, nó nâng cấp lên cao hơn, nâng cấp lên hiện đại lên, mà ví dụ như là hiện đại cái bây giờ con muốn của ta lên hàng thành đạt được bảo hành những con tới nhà thay nhất miễn phí chẳng lượt rồi luôn đây thay nhất miễn phí mua cái hàng thành đạt chắc chắn là thay nhất miễn phí nha. Cái này mua nhớt là mua cửa hàng thành đạt á anh xanh này anh sẽ được tặng nhớt miễn phí, thay nhớt miễn phí thì đồng khí một năm thì khi 2-3 lần nữa đạt hai phải không, đạt hai còn anh mua có anh này là anh này tặng anh. Tôi mua đó không hả? Có giấy tờ mua đạt. Tôi rồi tôi đi mua ai gì hả? Không anh mua thành đạt này một năm như cái 2-3 lần nữa công ty nó Kino tôi cũng mua đó 2-3 cái rồi nè, có đợt luôn vô gọi Kino vô gọi tôi vô à giật gọi vô gọi vô bên tôi à ờ rồi anh ba tôi ổng được khai nhất miễn phí nha con. Anh chờ em chút. Rồi có alo đi về rảnh mơ chiều alo em tiếng để em lưu số lại 0886567 á. Rồi alo nghe tiếng gì anh dạ đúng rồi ê mình hướng dẫn cho tự làm thì nó ấy thôi chứ mình làm cho mà buông ra không biết không buông ra cái không biết hiểu rồi ừ, đúng rồi cái hàng cua đó nhấc lên thùng nhiên để nó xì được tặng nhớt với một lượt dầu á, lượt dầu là cứ 4 lần thay nhớt thì khỏi canh đồng hồ, tại nhầm người không có đồng hồ. Rồi. Nó vú qua đem ngồi. Dạ là lột dán vô coi. Nè. Tay đừng có dầu. Đó đang quay phim nhé. À là cái đá đấy. Đó rồi chưa? Cái đó được chưa? Khoan hết trăm á trăm. Sao mà không mở được? Dán đâu? Dán chỗ nào được thì dán. Dưới này nè. Đây nè. Không, dưới đó. Ê, chính giữa chữ. Canh giữa chữ đó. Ừ. À, tưởng chân dưới đây. Chúng ta miếng dầu rồi đó em. Rồi, đi rồi em. Hết dính rồi. Rồi, ok. Rồi, máy của anh nào. Rồi, đi chụp hình đó anh. Cầm bình nhớ luôn anh. Không, tới cái máy nè, tới cái máy chú yếu. Anh nào cái máy này có anh nào? Rồi, ok. Ở đâu anh? Lâm Kiết. Tên gì? Thạch Chuột. Thạch Chuột Lâm Kiết á. Được tặng cái gì vậy? Hả? Được tặng cái gì vậy? Tặng bình nhớ. Nhớ gì? Với lượt dầu. Rồi, với lượt dầu phải không? Dạ. Ok. Mua đâu vậy? Máy mua đâu? Nó không biết. Lộn ngay rồi, ông nè. Ủa không quẳng luôn hả? Nhìn cho nó chuyên nghiệp. Nhưng ta chuyên nghiệp ta châm khỏi cần quẳng đâu. Không chuyên nghiệp mới quẳng đó. Quy Kino có thay nhé. Anh tên gì? Lâm Quỳnh. À tới đâu anh? À Lâm Kiết. Mua máy lâu chưa? Mua này 2 năm rồi. Chạy sao? Chạy nó có nhiều.
À, tại 155 phải không? À. Nếu có xài được sao mua máy? À? Nếu có xài được sao mua máy? 55 hay 40? Chắc 40 quá, 55 nặng quá. À, nặng ký hay không? À, rồi, ok ha. Anh tên gì anh? Tẩm. Ở đâu hả? Quê ở Lâm Kiếp. Ừ, mua máy lâu chưa? 3 năm rồi. À, rồi, ok. Được chứ? Rồi, ok. Được tặng gì vậy? Được tặng gì vậy? Được tặng thùng nhớt. Nhớ gì nữa? Cái lực nhớt phải không? Mấy có tem còn tem nha, lắc đầy đều ơi, lắc đều ơi. Anh để cái bình xuống xong anh đứng anh lắc. Đứng lắc bài đó hả? Ừ. Nhớ nha, đừng cho gì lọt trọng nha. Chăm ít chứ anh thử cái que hả, chăm nữa nha anh. Đây là miếng nữa nè. YouTube lạnh mấy tỷ không? Ủa nhưng mà cái đất này. Ok chưa? Lao lại okay cái rồi. Đó. Hay ha. Đừng có để ngang, để đứng luôn. Ok. Ok ha. Rồi. Quá chưa? Lên đây. Tôi biết đâu mà. Tính đi đâu? Tin tức đúng mà đi thẳng. Người ta anh ơi. Tới cái cầu gì không anh? Rồi người cầm cái áo đi, người cầm áo đi. Đó dễ coi hơn. Ừ. Lấy hộp đen chút tính sao. Đúng rồi, đưa cô ta ngược ngay cô ta lên. À. Chữ cô ta. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Rồi để chạy vô rồi gọi ha. Rồi đưa. Ở đâu mấy anh, ở đâu ta? Lâm Tân Lâm Kiết phải không? Lâm Kiết. Rồi, quyển nào vậy? Quyển Thành Chạy. Rồi, ok. Tỉnh Sóc Trăng. Ờ, phải tỉnh. Mua mấy con người ta rồi? Nhà này mấy con? 5. Nhà 6. 5 con. 6. 6 con luôn hả? Đúng rồi, nhiều quá nè. Rồi, ok. Trang đâu? Đeo lên anh. Đeo lên, 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 à nó có hai dây luôn ha. À, bé đeo cái máy nằm bên đây à, vậy không không à, nếu cái này nó có dây không rồi ở đây cứ đi đi, đỡ có gớt là có giục ra là mình để cổ luôn không, đi nha, gỡ em gỡ cho rồi buông đi à, nó treo cổ luôn ha, à, nó treo luôn á, thấy không à, treo cổ luôn. Ok. Đúng rồi đấy. Lớn tiếp. Đúng không? Không phải là nó bị vậy là do anh sử dụng sao không? Bị vậy anh có dặn chặt quá hay sao không? Dạ không anh chị, mình cũng để dặn tự nhiên hơn, dặn bình thường chứ không hẳn như là các thời gian hẳn như là mình nó nắng chạy ở ngoài đồng là nó nắng về nó giòn. ไม่ใช่ไหมจ๊ะหมายถึงว่าคือเขาเปิดออกมาแล้วเขาเจอมันแตกหรือว่าแตกตอนที่กำลังปิดอะไรประมาณนั้นยังเยื่อยังเยื่อ nhưng mà anh thấy nó bị bể lúc mà anh mở ra anh thấy hay là không mình chạy thời gian không ý là mình dẫn bể hay là mở bể hay là chạy tự động nó bể lúc anh đang dặn nó bể thì em mở ra thấy khi nó bị nứt rồi bị nứt cái đầu mình mới dặn ok tới anh nào vô ốc thứ tám rồi rồi bắt anh ta nghe tiệm số máy luôn nhìn đây kìa rồi ok đợi đây đợi đây chàng ấy nói đây chập mưa để chập a nuôi đi khám phải rồi ok anh nào nó không nào lên đâu lâu lâu mới có người Thái qua mà mình xài, coi mình xài máy người ta coi người ta làm sao mới được à. Coi làm sao người ta sản xuất máy tốt như vậy rồi ok để xác định độ rung của nó
ตอนหมายถึงว่าตอนที่เปิดหรือตอนที่ปิดตอนที่เปิดเอามาตอนที่เปิดออกมาแล้วก็เห็นแตกมันยางของเราก็คึ้งนั่นแหละยืนว่าจะยังซะแล้วเครื่องยนต์มีใช้มันมากี่ปีแล้วครับเอ้ยหลังเกินมันยงบ้างแล้วนะแล้วนอกจากเครื่องนี้และอีกเครื่องอื่นเคยเจอไหมแบบว่าเปิดขึ้นมาแล้วฝาแตกเนี่ยฝาตักน้ำมันแตกงวยแค่ไหมไหนนะบีบเบ๋แค่นับก่อนได้ไหมเราบีบไหมไหมคงนับโผล่ลงมาแล้วโผล่ว้าจังnày vậy chỉ để đỡ thôi, đổ vô đâu có đầy đâu, để đỡ đây là con dạ. Sau này mình sẽ tiến qua cái nắp bằng mấy kim loại, mình thấy nó ok hơn. Ngay xuông khi tòn khi lọc bịt phá thả ngày lâu lọc bịt 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 khép từng mưng lớp bịt còn nén lề thôi mấy kim loại thảm nào không có thấu bịt không có tiền không có đạt ok bảo dưỡng lại thì gồm nó sẽ có bốn hệ thống là hệ thống gió, hệ thống làm mát, hệ thống quay trơn với lại nhiên liệu thì cứ cộng vô bốn hệ thống đó bảo dưỡng không á. Hệ thống làm mát á thì sẽ gồm có cái nước á, thì anh cứ dụ á thì anh coi nước còn sạch á thì anh châm thêm cho đầy nước để mình để cho cái bình cho nó đầy luôn đầy nước đó thôi. Bình nước với nguyên liệu lúc nào nó cũng đầy để nó không có bị oxy quá, không có bị dỉ xét á. Thì còn nhớt á thì khoảng 50 giờ đầu là mình thay do máy mới rồi đúng không? Sau đó là cứ 100 giờ là mình thay một lần. Hoặc là nếu như anh chạy nhiều á, anh thấy nhớt nó dơ á thì anh cứ thay. Em có biết gì đâu. Dạ thái có lực dầu quá. Cái này mình có cái này, cái này chứ. Có khả dơ nha. Ngược lại. Đang xíu vô. Không à, nương chút nữa được. Có tìm mỗi quả. Chưa ra đâu. Này nó gan ngược hết ta. Không có đâu, tại ở trên gan xuống chứ. Cái nó được tháo ra thay rồi gắn vô cái con đó. Cái con nó bị không biết để đâu này, nó làm nó bị ba đồ con xe rồi chết ba cái theo cái con vô. Sim nó có bán mà. Sim nó có bán. Đổ luôn đi ha. Lấy cái siêu ra. Nè, đổ đại đây nè. Lấy cái thẻ ra. Nè, đổ đại đây. Cái đó là cái là. Cái gì kinh vậy? Đổ rồi, đổ đây ha. Ừ. Rồi, 300, 400. Tiền này. Cái khai có tủ đây lên chưa? Cái này ông mà bỏ đó luôn đi. Lấy cái mới nha. Chuẩn rồi ta. Đi thay vệ sinh cái này luôn cho nó sạch. Dạ. Nên chặt thay không phải đi thay. Ừ. Giờ thay cho bạc đi vậy nè. Ok, mấy bây giờ phải thay là đi sao thay phải thay. Gánh gánh à, anh không còn tháo ra nữa, tháo áo bác gì ra cho vệ sinh cho sạch sẽ. Ngáp vô. Dạ. Cái đó nếu như mình không biết thì khỏe quá, còn nhiều người không biết đó anh. Làm với tới xuống ruộng má cũng phải sạch sẽ. Xin lời xin thêm miếng dầu ha. Làm nó xinh không? Xin vệ sinh cho nó sạch thôi anh.
Đâu quay cái tem cu ta luôn ha. Đây cu ta chính hãng. Ok. Nó có khớp nha, không phải muốn bỏ vô là bỏ đâu. Không phải chuyện đại là chuyện kém. Ngon lành. Đồ xịn hết vậy á. Đồ xịn vô. Kéo cắt. Dán vô lát coi. Chảy dầu nha. Một phải rồi. Gắn vô không chảy dầu. Không được, gắn vô phải chảy, chảy dầu xong có dầu mới chảy. Không chơi giống người nổi tiếng mà kìa, chảy quá chờ máy luôn kìa. Quá chờ máy, quay đồ cái kìa. Ok, chảy nè. Nó chảy mà sợ nó lấy nó tràn ra ngoài. Có kỹ sư đây, không lo. Vừa đó nha. Cái kia nó còn bén lắm á. Rồi chạy thử luôn không? Cái này chắc phải tặng cho em Quy Kiệm quá nè, mốt em hai cặp dầu. Đó anh Đạt rồi. Mình chơi theo kiểu nông dân đi. Rồi ok phải không? Ok. Nên kỹ sư khác cái nông dân là vậy đó. Phải không? Nông dân đã quay đó. Đó chạy đi. Chốt chốt. Chúng em lên coi. Đen xong. Đọc ha. Đó kỹ sư miền Tây đó đó. Chế bên ghê không? Mắt quay này nè. Quay lên quay xuống. Ngồi lên chạy cái về nó có hai da. Giờ nó. Tài quá. Quá tài. Cho nó quay cái đuôi xới mà không chạy tới thử đi. Cho nó quay lưỡi xới mà không chạy á. Rồi bên lên bên xuống được chú. Bên lên bên xuống được không? Bên á. Cho nhớ cao một chút coi. Ok. Rồi.